Chào các bạn, hôm nay mình sẽ thực hiện video clip về chủ đề là ý nghĩa của mối quan hệ tiếp theo. Thì trước khi chọn thuộc bài, các bạn hãy hiểu đối với mình ý nghĩa của mối quan hệ tiếp theo ở đây là gì. Mối quan hệ tiếp theo là mối quan hệ mình không mặc định ở đây là thời điểm là khi nào, lúc nào, mà là nếu bây giờ các bạn còn độc thân, chưa có một mối quan hệ nào xác định hoặc là mặc định với nhau là người yêu, thì cái mối quan hệ kế tiếp sẽ là mối quan hệ mà mình đang nói đến. Ở đây mình có tụ 1 viên đá sinh ra trời, tụ 2 viên đá mắt hồ và tụ 3 viên đá màu đỏ. Các bạn hãy chọn tụ màu là viên đá các bạn ưng ý nhất. Mình sẽ bắt đầu với bài, các bạn thời gian là 5 giây. Bây giờ mình sẽ bắt đầu giải ở tụ số 1. Đối với những bạn chọn tụ số 1 viên đá màu xanh da trời thì chúng ta có lá nữ hoàng cốc và chúng ta có lá ba kiếm. Ý nghĩa của mối quan hệ tiếp theo này là gì? Nữ hoàng cốc thì chắc chắn phải là sự chữa lành. Sự chữa lành của mối quan hệ này là gì? Sự chữa lành của mối quan hệ này được hiểu đó là cái nữ hoàng cốc này, cái người đến với bạn tiếp theo sẽ là một người mình cảm thấy họ rất là tế nhị, rất là tinh tế, rất là ý tứ, họ rất là chú tâm đến bạn. Nếu cái người trước của bạn, cái tình yêu trước của bạn hay là tình yêu trước đây nào đó, họ là những người vô tâm, họ là những người không biết cách yêu, hoặc là họ dạy bạn cách để yêu á, thì cái người tới kế tiếp này họ sẽ là một cái phiên bản hơi khác của cái phiên bản trước. Họ sẽ là một người rất là nhạy cảm, rất là để ý tới tâm tình, tâm tư của các bạn. Họ là một kiểu người mà họ yêu bằng cách thể hiện, bằng hành động, bằng những cái cử chỉ, những cái sự lo lắng quan tâm hơn là một cái gì đó gọi là màu mè hoa lá hẹ. Và mình cảm giác cái người nữ hoàng cốc này á, mình không nhất thiết phải là nữ nha, không nhất thiết phải là nữ. Giống như là bạn, nếu bạn là nam thì người đó là nữ và ngược lại, mình không mặc định giới tính, mình chỉ mặc định về tính cách. Thì cái người này mình cảm giác họ đôi khi có một cái sự nhạy cảm hơi quá. Và nữ hoàng cốc á, như bạn thấy ở đây, người này mình cảm giác giống như là họ đến để cho bạn một cái bài học kế tiếp, đó là bài học về việc gọi là trân trọng hoặc là yêu bản thân các bạn. Mình cảm giác người này họ là một người đã chín chắn, đã trưởng thành. Và ý nghĩa của người này theo kiểu giống như là để cho bạn thấy được là khi yêu đôi khi là hy sinh, là phải cho đi, là phải không có nhu cầu về sự nhận lại. Mình cảm thấy ba kiếm ở đây nó có một chút gì đó liên quan đến gọi là quá khứ. Mình cảm giác cái người này nó sẽ mang đến cho bạn một cái cảm giác, cảm xúc nào đó quen thuộc, thân thuộc của một cái người cũ nào đó, nhưng không phải là một cái phiên bản khác của họ, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là người này không giống như những người trước đây. Nghe thì hơi mâu thuẫn, cái gia đình mới vừa nói với các bạn là họ giống một người nào đó cũ, nhưng họ lại không phải là người cũ. Bởi vì mình vẫn cảm giác bản chất của người này, họ luôn luôn mang một cái niềm mới, một cái gì đó mới, một cái sự khác lạ, một cái gì đó đặc biệt mà chắc chắn bạn sẽ không thể cảm nhận được trong những người cũ. Và mình cảm giác ba kiếm trong các bạn là sự tổn thương. Tổn thương của bạn là những cái tổn thương do người khác gây ra mà bạn vô tình mang cái tổn thương đó đến cho người này. Ý nghĩa của người này đôi khi họ là một cái sự phản chiếu, giống như cái mặt hồ đây, phản chiếu lại. Ở đây có ba cái mặt trăng nhưng ở trên cái mặt hồ thì phản chiếu lại chỉ có một cái mặt trăng. Và nó cho mình cái cảm giác giống như là bạn luôn cảm thấy, thấy bạn là người bị bỏ rơi, bạn luôn cảm thấy bạn một mình, bạn luôn cảm thấy không ai hợp, hoặc là không ai hiểu, hoặc là không ai có thể thấy, hoặc là chia sẻ, hoặc là không ai có thể chạm tới bạn được. Nhưng cái người này họ là người có thể nếu bạn cho phép họ. Và mình cảm giác giống như là cái người mà khóa hoặc là tạo rào cản hoặc là không muốn người khác chạm vào bạn chính là bạn. Và mình thấy giống như là nếu bạn, các bạn nhìn thấy cái lá nữ hoàng cốc có những cái tia nắng chiếu rọi qua họ, nếu mà các bạn nhìn thấy thì các bạn sẽ thấy giống như là đôi khi cái hình ảnh của người này giống như một cái vị thiên thần, họ đến để họ chữa lành những cái vết thương cho trong lòng của các bạn, và họ dạy các bạn những cái điều mà các bạn cần. Mình không có nói là mối quan hệ này sẽ kết thúc, sẽ chia tay, sẽ đổ vỡ. Mình chỉ thấy một điều, đó là người này họ đến và cái mà họ mang đến đó là những cái gì đó mà mang tính tốt đẹp. Mình chỉ cảm giác giống như là mình chỉ sợ một điều, đó là bạn không chọn người này hoặc là bạn sẽ bỏ qua người này, bởi vì người này đôi khi họ không phải là cái kiểu người bạn thích, hoặc là bạn không để ý đến những người quá gần. Gần ở đây tức nghĩa là gì? Tức nghĩa là đôi khi họ vẫn quan tâm, vẫn động viên, vẫn âm thầm bên bạn,
nhưng mà bạn không nhận ra được tình cảm của họ, hoặc là bạn không hiểu được cái hành động, cái tình cảm của họ, bởi vì bạn đang bị mắc kẹt trong ở đây. Giống như là bạn là người ở một cái, giống như họ đứng ở trên cái mặt nước, còn bạn là cái mặt trăng ở phía dưới mặt nước. Còn đơn giản bạn chỉ là một cái bóng của cái mặt nước thôi, bạn không phải là một cái gì đó thật. Và mình cảm giác như là trong trong một số trường hợp, có thể là cái mà bạn mưu cầu đó là một cái gì đó nó hơi xa, nó hơi lớn quá. Đó là thông điệp của những bạn chọn tụ một. Mình sẽ chuyển sang tụ hai. Đối với những bạn chọn tụ hai, chúng ta có lá 16, đúng rồi, lá 16, The Tower, và lá số 2, hai gậy. Ý nghĩa của cái mối quan hệ kế tiếp, hoặc là người kế tiếp, đó là gì? Tower hơi lạ nha. Mình muốn hỏi những bạn chọn tụ hai đó là các bạn có vừa mới chia tay, vừa mới đổ vỡ, hoặc là các bạn có vừa kết thúc một mối quan hệ nào đó mà lỗi là do các bạn hay không, hoặc là các bạn có từng gây ra một cái mối quan hệ, một cái hiểu lầm, các bạn có từng chạy trốn một mối quan hệ nào đó, hoặc là các bạn có từng, hoặc là các bạn đã từng gây ra một cái kiểu giống như là sự hiểu lầm, sự lấn cấn, sự phân vân mà dẫn đến mối quan hệ đó nó kết thúc một cách không rõ ràng hay không. Bởi vì mình vẫn cảm giác người này đến, hoặc là mối quan hệ kế tiếp đến để dạy bạn về cách hiểu thực chất mối quan hệ là gì, yêu là gì, thương là gì, kết thúc là gì, và trách nhiệm trong hành động của bạn là gì. Mình cảm giác những bạn chọn tụ hai là những người không rõ ràng. Hai kiếm kế bên nó cho mình cảm giác thì kiểu giống như, thật ra cả hai lá luôn, mình cảm giác giống như là đôi khi các bạn chỉ đơn giản yêu một người, chỉ đơn giản là vì thích, vì yêu, vì cảm mến, vì đại loại một cái lý do nào đó. Mình cảm giác để yêu, bạn yêu một ai đó là cần một cái lý do, và cái đối tượng của các bạn nó thay đổi theo mỗi kỳ, mỗi mùa, mỗi mỗi đợt, mỗi tính cách, mỗi con người. Mình cảm giác suốt cái quá trình mà các bạn trưởng thành, đó là một chuỗi quá trình của những sự thay đổi, của biến cố, của những cái nó lăn tăn. Tức nghĩa là mình cảm giác kiểu giống như là lúc này lúc khác, lúc này lúc nọ, rồi mình cảm giác giống như là cứ mỗi lần như vậy các bạn cũng không có học được nhiều. Bởi vì mình vẫn cảm giác cái tủ hai này, mình cảm giác bên trong các bạn là một mớ hỗn độn, tưởng là hỗn độn nhưng lại không hỗn độn. Tức nghĩa là gì? Tức nghĩa là có những cái đôi khi mình cảm giác giống như là các bạn cứ nghĩ là như thế này nhưng thực chất nó lại không phải như vậy. Đôi khi các bạn nghĩ là người này họ không thật lòng với các bạn nhưng trong khi họ rất là thật lòng, hoặc là cái người mà bạn nghĩ họ lừa dối như vậy, họ họ không lừa dối bạn nhưng họ rốt cuộc lại là lừa dối. Mình kiểu mình cảm giác giống như là những cái gì nó sai trái, những cái gì nó trật vuột, những cái gì nó không ổn, nó đều đến với các bạn, mà do đa phần là do các bạn. Và mình cảm giác cái người kế tiếp họ đến để cho các bạn hiểu được là sự trưởng thành là gì trong tình yêu. Mình cảm giác các bạn luôn là những người còn non, hoặc là những cái trải nghiệm về tình yêu của các bạn là những cái gì đó nó không bao giờ đúng, nó không bao giờ, hoặc là các bạn không bao giờ hiểu được ngụ ý của mối quan hệ đó là gì, hoặc là các bạn đã sai hoặc là đã đúng cái gì. Mình chỉ cảm giác một điều đó là chạy trốn, là bỏ lại, là bỏ mặc, là kết thúc. Và mình cảm giác hai kiếm ở đây nó theo kiểu giống như là coi chừng ăn dưa bở. Tức nghĩa là đôi khi một cái người, giống như từ trước tới giờ bạn không bao giờ yêu ai một cách thật lòng, thì người kế tiếp khi mà bạn cảm giác bạn muốn yêu thật lòng, muốn chinh phục, muốn muốn có một cái tình yêu mạnh mẽ, muốn có một cái gì đó cống hiến, dâng hiến hết mình, thì cuối cùng bạn lại gặp một người họ lại cho bạn ăn dưa bở kiểu giống vậy. Bởi vì mình cảm giác hai kiếm ở đây nó nhìn vào, mình cảm giác giống như là một cái mối quan hệ nó quanh co, nó không phải là dễ dàng đứt được, hoặc là kiểu giống như giữa hai người nó có những cái ràng buộc, những cái trói buộc, những cái sự nấn ná lần lựa. Bởi vì nó cảm giác mối quan hệ kế tiếp của các bạn sẽ là một mối quan hệ rất là gọi là đầy drama và kịch tính. Mình chỉ đọc được một số thông tin như vậy thôi, thì mình sẽ chuyển sang thông điệp của tụ số 3. Đối với những bạn chọn tụ số 3 viên đá hồi đó, thì chúng ta có lá 6 tỳ, chúng ta có lá hăng địch min. Đối với những bạn chọn tụ số 3 thì cái ý nghĩa của mối quan hệ kế đến thấy cũng khá là thú vị đó. 6 tiền ở đây mình cảm giác đó là gì? Đó là một mối quan hệ của những cái tình yêu non nớt. Nghe thì nghe hơi trẻ con, nhưng không, ở đây tình yêu non nớt đó là gì? Mình cảm giác đó nha, những bạn chọn tụ ba này á, cái tình yêu của các bạn nó rất là vui, nó có nhiều cái cảm xúc, cái cung bậc lắm. Và cái điều mà mình thấy ở đây là gì?
đó là tại sao mình gọi là tình yêu non nớt, bởi vì mình cảm giác những bạn chọn tụ ba là những người khá là vui tính, hoạt bát, có nhiều mối quan hệ, đặc biệt là quan hệ bạn bè hoặc là những mối quan hệ xã giao ngoài đời, hoặc là các bạn rất là thích kết giao. Và mình cảm giác trong vô số những cái mối quan hệ của các bạn thì các bạn sẽ có những cái cơ hội giống như đàn bướm ở đây bu lên cái cây ở đây. Tuy nhiên vấn đề nằm ở chỗ đó là cái mối quan hệ kế tiếp này, cái ý nghĩa của nó là gì? Ý nghĩa của nó đối với bạn đó là đôi khi bạn phải lựa chọn giữa A, B, C, lựa chọn giữa người 1, người 2, người 3, hoặc lựa chọn giữa những cái có và những cái không. Mình cảm giác những bạn chọn tụ ba là những người đôi khi hơi phân vân, đôi khi không có chính kiến, đôi khi không biết phải chọn ai, đôi khi không biết có nên chọn hay không, đôi khi không biết là liệu có nên bắt đầu hay là có nên yêu hay không, hoặc là đại loại là có nên chọn một ai đó hay không. Tức nghĩa là những cái gì mà nó liên quan đến ra quyết định đó, thì mình cảm giác nó các bạn không có chắc. Là một, thứ hai nữa là các bạn có sẵn sàng chưa, các bạn có muốn yêu chưa, các bạn có biết yêu chưa, hay là các bạn có muốn có dấn thân vào câu chuyện yêu đương chưa. Bởi vì mình vẫn thấy đối với bạn đôi khi đó là một cái hành trình phiêu lưu, hoặc các bạn muốn có những cái mối quan hệ mà ở đó mình cứ quan tâm nhau đi, cứ thương nhau đi, cứ thích nhau đi, rồi tự nhiên tình yêu nó sẽ tới. Thì cái chữ tự nhiên nó nằm trong dấu ngoặc kép, tự nhiên ta nằm trong dấu ngoặc kép đó với mình có nghĩa là khi nào tới cũng được, hoặc là đôi khi nó sẽ tới. Và mình cảm giác giống như trong cái suy nghĩ của các bạn đôi khi nó là một cái, nó giống như một cái con nhện giăng tơ, các bạn đi trên cái tơ của các bạn được, nhưng người khác đi trên tơ của bạn thì không. Bởi vì mình vẫn cảm giác các bạn là những người rất là khó hiểu, tính tình của các bạn nó không phải là kiểu người dị biệt, nhưng mà để yêu được các bạn nó là một cái sự chinh phục, một cái hành trình yêu đương đầy phiêu lưu và thử thách. Và mình cảm giác cái người tới sẽ là một cái người mà gọi là nồi nào úp vung đó với các bạn, họ sẽ thật là khó hiểu, họ sẽ có những cái bí mật, họ sẽ là những người kín tiếng, hoặc là họ sẽ là những người sẽ chơi đùa, bông đùa với cảm xúc của các bạn. Họ không phải trêu ghẹo bạn, họ vẫn thích bạn, nhưng mà họ sẽ thích theo một kiểu trêu đùa, theo một kiểu gọi là cứ chơi chơi nửa nửa thật thật với các bạn. Bởi vì cái lá hàng gạch men ở đây nó cho mình cảm giác đó là ok, thích thì chiều, hoặc là kiểu giống như là tao thích mày, nhưng mà không biết phải cảm giác của tao gọi gọi đó là gì, tao cũng không biết định nghĩa nó là sao, chỉ là đơn giản tao thích mày nên tao tao muốn đi chung với mày. Là mình cảm giác giống như là bởi vì cái người này cũng là một người rất là đặc biệt, họ có một cái tài lẻ, họ có một cái năng lực, họ có một cái thú vui sở thích nào đó đặc biệt thu hút bạn. Có thể họ là một mẫu người mà các bạn thích, nhưng mà họ không hẳn là 100%, nhưng mà bạn bị hút bởi họ nên bạn cứ phiêu lưu cùng họ, cứ dạo chơi cùng họ và cứ đi cùng họ, và mối quan hệ này nó cứ là một cái chuyến phiêu lưu không hồi kết.